Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính đến 18 giờ ngày hôm nay, có thêm 31 ca mắc mới, trong đó có 30 ca ở cộng đồng ghi nhận tại Hải Dương, Hà Nội, Gia Lai và Quảng Ninh. Tính đến 18 giờ ngày 2 tháng 2, Việt Nam ghi nhận thêm 31 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 1 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 30 ca lây nhiễm trong cộng đồng, bao gồm 18 ca tại tỉnh Hải Dương, 8 ca tại Quảng Ninh, 1 ca tại thành phố Hà Nội, 3 ca tại tỉnh Gia Lai, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam lên 1.882 ca. Trong ngày, cả nước có thêm 1 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Như vậy, số ca điều trị khỏi hiện là 1.461 ca, số ca tử vong là 35 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 27.714 người.